Rồi, hôm nay đến ngày thứ 5 của thử thách một tuần ăn chay healthy, các món ăn trong thực đơn có ngon miệng không cả nhà? Hầu hết là khi mà mình đăng cái thử thách này, Emma đã phát động 3 đến 4 lần rồi trong cộng đồng của chúng ta, thì mọi người đều nói các món ăn rất là ngon miệng, hợp khẩu vị và ai ai cũng hào hứng. Không chỉ là một người mà là cả gia đình, cả con cái, chồng và anh chị em trong gia đình, ai ai cũng hào hứng và thích ăn, và họ luôn cảm thấy bụng của mình rất là nhẹ. Thì bây giờ mình để đọc tiếp một cái câu chuyện chữa lành về theo phương pháp ăn chay healthy. Là những cái trải nghiệm rất thực tế. Ngày thứ 7 của chị Thủ Thủy Lên, ngày thứ 7 cuối cùng của thử thách 7 ngày ăn chay healthy, cân của mình không giảm nhưng thấy bụng rất nhẹ. Chứng táo bón của mình được cải thiện một cách rõ rệt. Ngày cuối cùng của thử thách mình có ăn 2 bữa mà không thấy đói. Giờ hết thử thách vẫn duy trì bữa sáng bằng smoothie healthy. Cảm ơn Emma Phạm và các bạn đội ngũ đã giúp đỡ mình. Nói chung là một người cố gắng chịu khó, khi chúng ta bị sao nhãng, chúng ta hãy chịu khó đọc những câu chuyện chữa lành thành công để chúng ta có động lực nhé. Chúc anh chị em mình tiếp tục hành trình ăn chay healthy, nâng cao chất lượng cuộc sống.